Mở mộ Tần Thủy Hoàng sửng sốt thấy thứ xanh tốt bất tử ngàn năm. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc năm 197. Lăng mộ được xây dựng bởi hàng trăm nghìn lao động trong gần 40 năm, hoàn thành vào khoảng năm 208 trước công nguyên. Đã gần 50 năm kể từ khi phát hiện, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ khiến chúng ta bất ngờ. Mới đây, các chuyên gia đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tại lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có một cây lựu đỏ độc đáo mọc giữa mộ, mang trái chín mọng, nhưng không ai dám ăn. Ảnh minh họa. Những người nghiên cứu quyết định lấy mẫu quả lựu để phân tích và phát hiện ra rằng chúng chứa thủy ngân, một chất độc hại có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người, đặc biệt là thai nhi và trẻ nhỏ. Cây lựu này còn khác biệt ở chiều cao khi thấp hơn so với cây lựu thông thường. Hoa lựu nở vào mùa đông, gây sự ngạc nhiên và sợ hãi cho người dân địa phương, khiến họ không dám ăn quả. Các giả thuyết cho rằng nguyên nhân cây lựu này chứa thủy ngân và có các đặc điểm lạ là do Tần Thủy Hoàng sử dụng thủy ngân để bảo vệ lăng mộ khỏi trộm cắp và để thể hiện sự xa hoa của mình. Thủy ngân cũng có khả năng bảo quản thi thể và giúp lăng mộ tồn tại lâu hơn. Hàm lượng thủy ngân lớn từ lăng mộ đã thấm vào đất xung quanh, từ đó thủy ngân xuất hiện trong cây lựu. Các chuyên gia nghiên cứu cũng phát hiện hàm lượng thủy ngân trong quả lựu cao hơn so với đất trong lăng mộ. Vì sự nguy hiểm của thủy ngân, lăng mộ Tần Thủy Hoàng trở thành một trong những di tích cổ xưa hiếm hoi vẫn còn nguyên vẹn, và việc tiếp cận nó trở nên nguy hiểm và khó khăn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé!